đấy. Thì ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Ro97 đây các bạn ạ. Tôi dám chắc ở đây là mấy ông thi xong rồi chứ còn gì nữa. Đúng, đúng. Thì các bạn kéo xuống bên dưới cho mình xin một like và một đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thì hôm nay tôi sẽ tổng hợp lại ba cái bản đồ nhạy cực kỳ là VIP cho anh em ở OB44 này thôi nha. Ba idol quen thuộc, cực kỳ là quen thuộc với anh em luôn. Đầu tiên là Toàn Tây, thứ hai là Senna và thứ ba là tôi. Thằng vô danh này cô vào được đây á. Mà các bạn thấy clip của mình hay ấy, hãy bỏ ra 3 giây cho tôi xin một nút like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Tôi sẽ bắn run trực tiếp để test độ nhạy của các idol nha các bạn nha. Đây, neo đến 75 sao đó các bạn ạ. Hai trận thôi các bạn ơi, độ nhạy của tôi và độ nhạy của Senna thôi nha các bạn nha. Tại vì Toàn Tây full đỏ bá nó có gì cần gì phải test tí vô chỉnh độ nhạy cho các bạn là xong rồi. Quá chuẩn luôn. Trận đầu tiên là tôi sẽ xài độ nhạy của tôi nha các bạn nha. Trời, mày mày. Ủa ơi, chưa kịp đấm đâu mấy ông đã bắn hết rồi thế này. Đấy. Nhìn tôi thể hiện cái độ nhạy của tôi đây này. Mày mày. Trời ơi, không. Ủa ơi, full vàng cái này nó chết lỏ anh em ạ. Trời ơi, trời. Kỹ năng đâu? Đấy, full đầu. À, full đầu nhưng mà vẫn có vàng nha. Full đầu, ui, hơi lỏ tí anh em ạ. Anh em thông cảm cho tôi nha, hơi mù mắt người chơi. Mày mày, full đỏ. Anh em thấy chưa? Các kéo kéo tâm là phải bật pro VIP như tôi. Đội nhảy của tôi là vừa có vàng vừa có đỏ nha anh em nha. Test trực tiếp ở trong run cao thủ nha các bạn nha. Các bạn lại bảo là boss được các thứ là chết đó các bạn ạ. Tôi là bắn sao thì tôi sẽ đăng lên vậy, chứ tôi không có cắt ghép mấy cái phần full đỏ đâu các bạn nha. Có vàng thì có vàng, có đỏ thì có đỏ các bạn ạ. Có sao thì đăng lên anh em cho anh em chia sẻ cho anh em để cho anh em kéo tâm thật là dễ hơn nha anh em nha. Đừng quên bỏ ra 3 giây cho tôi xin một like và đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đau đau mày nè. Mày nè ra. Anh em thấy chưa? Toàn đầu cái này mà đổ nhảy của tôi là cực kỳ là chất lượng nha anh em nha. Trời ơi, qua là xịn sò con bò luôn đấy chứ. Hai thằng cuối thể hiện one shot cho anh em xem nè. Đấy, trời đồng đội báo quá. Cái runner cao thủ này nó dễ không mà. Trời ơi, trời, hồi nãy vừa mất mẹ chuỗi 11 cây thật sự anh em ạ. Trời nó chạy à đây. Này đã. Mày mày, anh em thấy chưa? Đồ nhạy của tôi uy tín cho anh em, bắn test trực tiếp trên run luôn nha anh em nha, không cắt ghép gì đâu anh em ạ. À. Anh em mà thấy cái đồ nhạy tôi uy tín không? Nếu mà uy tín cho xin một like và đăng ký nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Trời ơi, hè sắp tới rồi. Anh em cố cho tôi cái video này 500 like đi. Trời ơi, có mini game cho anh em chơi luôn nha. Hè sắp tới rồi, tha hồ mà chơi mini game luôn các bạn ạ. À. 500 like nha các bạn nha. Để tôi sang đây tôi quan sát. À đấy. Mày mày. Trời ơi. Lỗi. Trời ơi. Nó trời ơi. Dí người thế nào ấy nha bạn nhỏ. Trời ơi. Là trời ơi. Cứu được nè. Ở thôi. Đừng cứu. Đừng cứu. Đừng có cứu. Hằng kia nó ra xử lý bạn đây. Trời ơi. Nó trời ơi. Tôi đã bảo đừng cứu rồi mà. Ông im mẹ ám mồm đi. Nhá. Thôi các bạn ơi. Giờ tôi sẽ xử lý bọn con lợn này. Cầm trên tay cây MB này chiến đét luôn các bạn ạ. Mày này áo ra. Ui, trời ơi, cái gì ấy? Mạng lắc à? Trời ơi, trời, mạng lắc là thế nào ấy nhờ? Ui, sao đông thế? Mấy bạn đông thế, cái gì mình làm cái gì ấy nhờ? Ui, từ từ anh ơi, gì căng như vậy? À, trời, phái cắt trưởng ạ. À. Tắt mạng chơi 3G cho nhanh. Quẹ được trời. Bật quả 3G lên cái thấy tăng đam và lịp mày mày. Trời, chạy đâu cho khỏi nắng mày. Trời ơi, thằng cầm Vector, cẩn thận các bạn ạ. Cầm Vector, ui, bắn vào đầu vậy mà không chết kìa. Ui, đồng đội ơi, cố lên đồng đội ơi. Win nhanh thật sự anh em ạ. Trời ơi, 74 sao luôn, đúng đan cao thủ dễ bao. Sang trận cuối cùng là đội nhảy của Senna nha các bạn nha. Còn đội nhảy của Toàn Tây đó là bao uy tín rồi anh em ạ. Trời ơi, cứ full đỏ thôi anh em ơi. Giờ tôi sẽ test đội nhảy của Toàn Tây nha các bạn nha. Tôi không có so sánh ai hết các bạn ạ. Tôi chỉ lấy những cái bạn đội nhảy về đó và tôi sẽ test cho anh em và theo đánh giá của anh em là anh em thấy cái đội nhảy nào hay hơn, đội nhảy nào VIP hơn thì anh em hãy bình luận xuống thôi chứ tôi không đánh giá một ai nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Các bạn đừng có đánh giá ai, dù gì người ta cũng là chia sẻ đội nhảy cho anh em chơi mà anh em, để cho anh em kiểu là kéo tâm pro laser hơn anh em ạ. Đó, đầu từ mình ấy ra. Đừng có so sánh ai nha các bạn nha. Kể cả mình mẹ bắn ngu vãi lìn em lên chỉ đội nhảy cho anh em cũng đẳng cấp ấy chứ. Mày mày. Rồi nhưng thiệt ra cái đó là thằng khác nói. Còn tôi ấy là one shot. Đây thể hiện cho. Thể hiện cho. Đấy anh em thấy ok chưa? Trời ơi, tại vì tôi là lúc nào tấu hài tôi tấu hài, còn lúc mà tôi bắn thật ấy thì các anh đừng có đụng bọn em nhá. Cho mấy em lên bảo điểm số ở đây được cái đồ à. Mấy anh bắn nhau chứ nó căng thế, làm gì mà căng thế. À đấy. Mày Trương thật à. Cho mày lên Trương. Mày cho mày lên Trương sắt luôn bây giờ chứ còn gì nữa. Là chị anh em biết Trương sắt là chị. Mày ui ba rồi, còn một đứa đó. Để tôi thằng cuối. Thằng cuối đâu rồi? Ui thằng cuối bên. À đây nó cầm 4-1 à. Từ từ các bạn ạ. Mày này ra.
mày nén ra cưng bố luôn em ạ. Trời ơi, đồ nhạy xe nào uy tín nhạy đủ có mấy bạn like ghê thế. Trời ơi, anh em nào thấy đồ nhạy của xe nào uy tín ấy nhớ làm đăng ký nha các bạn nhé. Trời là trời ấy, ra bọn này ăn hiếp đồng đội thôi. Mày ăn hiếp đồng đội tao mày, hay vi luôn. One shot nè, ui one shot nói, one shot nói, ui trời ơi là trời, one shot, one shot, ui full vàng thế này thôi, tôi thấy có liềm rồi anh em ạ, có liềm rồi anh em ạ, hay là tôi kéo tâm ngu ta, ui thật rồi anh em ạ, chắc là tôi kéo tâm ngu đấy các bạn ạ, mẹ đen vãi không? Tôi phải bán khổ mơ 1887 này vào đầu các bạn ạ, trời ơi là trời ơi, cay hồi nãy pha không vào đầu được các bạn ơi, né ra từ từ, ui đông thế. Làm gì mà vội thế? Ui, cái thằng này tí giờ tôi bắn nó quá trời luôn mà nó không chừa, nó có đòi gì thôi anh em ạ. À. Mày gì ấy? Ui, ui hai viên đầu luôn kìa. Ôi trời, mày đồ nhạy Sena hát à. Trời ơi, trời ơi. Đủ kéo đúng nhẹ luôn mà vào đầu. Hồi nãy tôi kéo chắc nặng quá anh em ạ. À. Hồi nãy tôi kéo tôi vuốt cả cái màn hình luôn các bạn ơi. Giờ kéo nhẹ nó vào đầu hay sao các bạn ạ? À? Chắc cái độ nhạy đó là làm cho máy yếu hay sao các bạn ơi. Máy yếu mấy mặn thì kéo nhẹ, máy yếu thì kéo mặn. Ôi, hợp lý vãi lìn luôn anh em ạ. À. Ui, bắn nét. Ui lắc. Ui trời, để tôi lắc màn hình rồi mà sao nó không chết ta. Ui, nhưng mà vẫn thắng rồi các bạn ơi, kiểu gì chả win 4-0 đơn giản thật sự anh em ạ. À. Thôi thì độ nhảy của Tân Tây ấy thì mình vô huấn luyện mình test luôn nha các bạn nha, mình cho sâu ra cho các bạn xem nha các bạn nha. Giờ thì let's go nào. Bản đội ngày đầu tiên sẽ là của tôi anh em nha, Pro 77 đấy các bạn ạ. Trời ơi, lỏ rồi. Sao tôi kéo nó có bị hựng ra. À, tôi để nút bắn sai rồi các bạn ạ. Hồi nãy tôi vô tôi test cái nút bắn của Senna này nó vậy á. Giờ tôi bắn lại 39 nè. Đấy. Giờ bắt đầu kéo mượt lại luôn. Mượt ấy. Bắn lộn nữa. Mày, đấy anh em thấy ok chưa? Chuyển lại cái nút bắn cái thì nhiên thấy nó mượt lại luôn. Mượt hẳn này luôn anh em ạ. Đấy, gọi là khét luôn các bạn ạ. Ok chưa? Bảy sợ là rồi. Bạn nào thấy trong ba cái đội nhảy nào mà uy tín nhất á, hãy bình luận xuống cho tôi biết nha các bạn nha. Đấy, trời ơi, hơi lỏ tí anh em ạ. Đội nhảy tôi có vàng có đỏ nha anh em nha. Không thể phun đỏ hết được đâu các bạn ạ. Đấy, nó vẫn có vàng thôi. Đấy, nhưng mà pha này là phun đỏ. Trời, ảo mà cắt đà thật sự. Trời ơi, trời, phun đỏ đấy. Anh em kéo tâm cứ mượt mượt luôn, kéo nhẹ cái vào đầu. Kéo nhẹ cái vào đầu. Đấy. Đấy, của tôi là không cần chỉnh DPI nha các bạn nha. Của tôi sẽ không cần chỉnh DPI, của Senna chắc chỉnh DPI. Nhưng mà tôi kia, các bạn chỉ cần xài cái đồ nhạy của Senna thôi là khỏi cần chỉnh được các bạn ạ. Hôm nay tôi vô test hết rồi, từ A đến Z rồi, tôi chỉnh lại một xíu thôi các bạn ạ. Đấy, thì chỉnh lại một xíu, gọi là để cho anh em khỏi cần chỉnh DPI thôi các bạn ơi. Và đây là đồ nhạy của tôi nha anh em nha. Nhìn xung quanh 150, Real Shot Size 118, ống ngắm S2V4 đều là 200, ống ngắm súng ngắm ấy là 141. Còn nhìn á, anh em để cho tôi 143 là ok rồi các bạn ạ. Đấy là thoải mái kéo tâm rồi anh em. Còn đối với nút bắn ấy, anh em để cho tôi 39 ấy. Hồi nãy tôi không sâu rồi các bạn ơi. Đấy, khét là lẹt luôn các bạn ạ. Đấy, đấy, đây là độ nhảy của Senna các bạn nha. Đấy, tôi chỉnh lại một chút thôi mà kéo nó cứ auto đầu luôn các bạn ạ. Đấy, tự ghim đầu luôn thế này rồi. Kéo mà tâm nó kiểu nó không bị lệch ra các bạn ạ. Kéo nó cứ bay hẳn vào đầu luôn các bạn ơi. Nó không có rung tâm các thứ. Trời ơi. Đấy, anh em thấy ok chưa? Đấy, phun đỏ luôn. Trời ơi, tầm gần bắn cứ phun đỏ này chết rồi. Trời ơi, hơi rung tâm chút. Nhưng mà không sao. Cái độ nhảy của Senna khá là VIP anh em ạ. Tôi test rồi, vô răn, trời ơi. Bắn cứ auto là đầu luôn các bạn ạ. Quá là khét luôn các bạn. Khét là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà có vàng nha các bạn nha. Senna không thể bắn phun đỏ hết đâu các bạn ạ. Phun đỏ chắc BC. Senna nếu mà bắn BC chắc phun đỏ hết các bạn ạ. Điện thoại thì mình cũng chưa xem qua. Tại vì điện thoại mình cũng chưa xem các bạn. Tại vì Senna mới ra đây cho ra một cái bản đồ nhạy và một đạn DPI đó các bạn. Đó, thì mình lấy bên đó về mình test ở bên đây luôn nha các bạn nha. Đấy, thì các bạn thấy ok là chưa? Đấy, cái độ nhạy Senna khá là VIP ấy. Đấy, và đây chính là độ nhạy của Senna các bạn nha. Nhìn xung quanh 114, Real Shot Size 100, ống ngắm S2 107, ống ngắm S4 109. Còn ống ngắm là 40 luôn, hai cái đều 40 luôn, nhìn 40 luôn nha các bạn nha. Còn nút bắn Senna để là 60 các bạn ạ. À 55 chứ quên, 55. Trời ơi. Nhìn lộn. 55. Đấy, và đây là độ nhạy của toàn tây nha các bạn nha. Một idol bắn gọi là toàn là phun đỏ rồi, hầu như là không có máu vàng luôn ấy. Ít có máu vàng nhưng mà chắc có 1-2 viên là cùng rồi các bạn ạ. Trời ơi, toàn tây bắn cứ sao cứ toàn đầu các bạn ạ. Đúng là chuyên gia toàn tây mà. Trời ơi là trời. Bắn cứ toàn đầu, toàn tây với cách kéo của toàn tây nữa thì ố rồi luôn. Với cái thời đầu thì không ai xa lạ với là tên là toàn tây đúng các bạn. Quá là chất ni lực cất luôn các bạn ơi. Đúng là toàn tây mà ra đạn là vào đầu. Quá là chất. Đấy, anh tôi cầm đội nhẹ toàn tây tôi vào tôi xoáy cứ toàn đỏ các bạn ạ. Vô răn vậy, toàn đỏ, ảo mai cái ra thế chứ.
mới toàn tây có hát không à, lộn, chắc không hát đâu các bạn ơi, chắc nhờ đội nhảy của toàn tây các bạn ạ. Đội nhảy của toàn tây là nhìn xung quanh là 124, view shot size 111, ống ngắm 235, ống ngắm 425, ống ngắm là 99, còn nhìn là 73 nha các bạn nha. Còn với nút bắn để là 60 các bạn ạ, đúng rồi 60, đấy, chỉnh lại 60. Chắc clip của tôi cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Bạn nào thấy clip hay ấy, hãy để lại cho tôi xin một nút like và một nút đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nhớ bên lộn xuống bạn đổi nhảy của ai làm VIP nhất nha các bạn nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Bye bye.